Thor Trip Jedi High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Thor Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Xin chào các bạn. Phụ nữ như những cành hoa và Thor Dream của Duy Nguyễn nâng niu phụ nữ như những đóa hồng. Đó là lý do Duy Nguyễn bỏ tiền ra hơn 100 triệu để mua một chiếc máy để chỉ dành cho phụ nữ. Mông và bụng và ngực và lưng là những phần không thể thiếu để tôn dáng người phụ nữ lên một vẻ đẹp vệ nữ, vẻ đẹp Venus. Vậy thì vẻ đẹp Venus là gì? Và làm sao để có được cái nét đẹp đó? Hãy đến Thor Dream của tôi. Đây là chiếc máy Performance Plus. Nhìn nè, nhìn cái tạ nó chạy nè. Chúng ta đạp ra, ok. Ok. Sai nha, không đạp thẳng nha ba. Đạp thẳng vậy có tác dụng khi nào chúng ta chụp hình. Nhưng mà khi bạn đạp thẳng như vậy đó, là nó bị một cái lực phản đa nó dồn ngược lại vô cái hông bên đây nè. Dễ bị chấn thương chân bên đây. Mệt thật chứ. Rồi đổi chân. Mỗi bên 10 cái thôi. Tập chừng 3-4 lần vậy đó. Không được này, sai nè. Bị sai cái gì bạn biết không? Các bạn đâu biết đâu. Chân tôi không có trọng tâm. Chân tôi đang không trọng tâm. Trọng tâm phải là chân, còn tôi đang trọng tâm trên tay là sai. Ngồi lùi lên xíu. Wow. Đúng là những bài của phụ nữ mình tập không có quen mấy bạn. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Dream để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Đây.